Theo công ty cổ phần nước sạch Vinaconex Viwa Sugar, khoảng 9 giờ ngày 18 tháng 6, đơn vị này phát hiện có điểm rò rỉ trên đường ống nước sạch sông Đà tại km 30+60 đại lộ Thăng Long. Đến 17 giờ, Viwa Sugar có thông báo về việc đã khắc phục xong sự cố rò rỉ đường ống nước sông Đà. Để khắc phục sự cố, Viwa Sugar đã gửi thông báo đến khách hàng tạm dừng cấp nước từ 9 giờ đến 21 giờ ngày 18 tháng 6. Đây là lần thứ 21 đường ống nước sông Đà gặp sự cố kể từ tháng 12 năm 2012 đến nay. Liên quan đến dự án đường ống nước sông Đà, năm 2005, dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai, Miếu Môn, Hà Nội, Hà Đông triển khai giai đoạn 1 dài 45,8 km, công suất 3.000 m khối trên ngày đêm, với số vốn là 1.500 tỷ đồng. Năm 2009, tuyến ống số 1 được đưa vào vận hành. Năm 2010, công trình được Bộ Xây dựng trao Cúp Vàng Chất lượng Xây dựng Việt Nam. Thế nhưng trong khoảng 6 năm vận hành, công trình vàng đã gặp sự cố đến 21 lần. Giai đoạn 2 của dự án được khởi công vào tháng 10 năm 2015 với tổng nguồn vốn đầu tư dự án gần 5.000 tỷ đồng với cam kết hoàn thành vào giữa năm 2016. Tuy nhiên, tuyến ống số 2 mới dừng lại ở bước chuẩn bị triển khai và chưa có thời gian hoàn thành.